Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 5 sách giáo khoa trang 54. Đề bài như sau. Để thu được muối phốt phát trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH1m cho tác dụng với 50 ml dung dịch H3P4 0,5m. Đây là một bài tập tính toán đúng không nào? Cô đã tóm tắt lại đề bài cho chúng ta. Ở đây, người ta cho V lít, V ml dung dịch natri hydroxit 1m tác dụng với 50 ml dung dịch axit phosphoric 0,5m để tạo muối trung hòa. Muối trung hòa ở đây đó chính là Na3PO4 đúng không nào? Và người ta yêu cầu chúng ta tính V. Một bài tập tính toán rất là đơn giản đúng không nào? Thì ở đây chúng ta đã biết số mol của H3PO4 thì chỉ cần viết phương trình và tính toán theo phương trình thôi. Rất là đơn giản. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ quy đổi số mol của H3PO4 sẽ bằng thể tích nhân với nồng độ đúng không nào? 50 ml sẽ bằng 0,05 lít nhân với nồng độ 0,5 và bằng 0,025 mol. Đó, trước hết là chúng ta sẽ quy đổi số mol như vậy. Sau đó là viết phương trình phản ứng. Chúng ta có bazơ tác dụng với axit tạo muối trung hòa và nước. Lưu ý ở đây là đề bài cho là tạo muối trung hòa nhé. Còn một số đề bài thì không cho tạo muối thì người ta sẽ cho dữ kiện để chúng ta biết là sẽ tạo muối gì, muối axit hay là muối trung hòa. Ở đây cân bằng phản ứng. Nhìn vào phương trình thì chúng ta thấy tỷ lệ mol sẽ là 3:1 đúng không nào? Vậy thì theo phương trình phản ứng, số mol của NaOH sẽ bằng 3 lần số mol của axit và bằng 3 nhân với cả 0,025 0,075 mol. Khi mà biết số mol rồi thì chúng ta sẽ tính được thể tích đúng không nào? Suy ra thể tích của NaOH. Thể tích thì sẽ bằng số mol chia cho nồng độ 0,075 chia cho 1 và bằng 0,075 ml. Cô xin lỗi là lít. Đúng nào, chúng ta đang tính là đơn vị là lít. Đổi ra ml là 75 ml. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm bài tập số 5 sách giáo khoa trang 54, một bài tập tính toán rất là đơn giản liên quan đến bazơ tác dụng với cả axit khi mà chúng ta đã biết số mol của axit. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.